2012 thì mình cũng cùng gia đình thì nguyện vọng là muốn mua căn hộ ở khu vực trung tâm Hà Nội. Thì khi đấy mình qua chỗ công trình hiện tại là chỗ CT6 thì cũng đã xây dựng đến tầng khoảng tầng 27, 28 rồi. Thì lúc đấy cũng thấy là một cái dự án khả thi đưa vào sử dụng thì mình đã lên trên sàn bất động sản Mường Thanh ở chỗ Linh Đàm này. Mình qua đấy và tìm hiểu thì và được các nhân viên của sàn bất động sản người ta giới thiệu về dự án, thì về tính pháp lý của dự án mình thấy là tương đối là ổn, thì mình cũng đã ký hợp đồng mua bán với bên bất động sản và chỗ ông Thản là người ký cái hợp đồng đó. Thì đến đầu năm 2013 thì gia đình mình được bàn giao căn hộ và đưa vào sử dụng. Thì với mong muốn trong cái giai đoạn đó thì 2013 là sau khi được đưa vào sử dụng thì với mong muốn là muốn được sở hữu căn hộ và được chủ đầu tư hứa hẹn là cấp sổ hồng để chủ sở hữu căn hộ. Thì trong quá trình sử dụng mọi cái thì mong muốn như thế, và mình cũng đã liên hệ với bên chủ đầu tư để bên chủ đầu tư làm cái giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ của mình. Nhưng trong quá trình sử dụng rất là lâu dài khoảng 5-7 năm thì vẫn chưa đến thế, hiện tại thì đến 2019 thì mình mới biết được là căn hộ đã vi phạm về cái trật tự xây dựng. Tầm 2019 thì là bắt đầu có bên an ninh điều tra của công an Hà Nội đến và cũng nói là căn hộ này là trong cái qua cái sai phe sai về giấy phép xây dựng theo thực tế. Thì nói chung là về nguyện vọng thì bây giờ là trong quá trình sử dụng gần 15 nay thì gia đình rất là muốn là được cấp cái giấy chứng nhận sử dụng của mình. Ngoài ra là nếu nếu mà ở bên chủ đầu tư không xin được các cái thủ tục cấp giấy chứng nhận thì có cái đền bù thỏa đáng cho mình mua một cái căn hộ tương đương với cái giá trị thị trường sử dụng quanh khu vực mình đang ở hiện nay. Thì đấy thì là cái nguyện vọng của gia đình như thế. Trong quá trình sử dụng thì mình là một người, thực ra là người quê Nam Định nên đây sinh sống và làm việc, thì cái muốn sở hữu một căn hộ là cái nguyện vọng đầu tiên, là cái nơi an cư lập nghiệp. Nhưng với khi mình mua một cái giá trị bất động sản thì cũng muốn có cái quyền sử dụng cái bất động sản đó. Ví dụ như chẳng hạn mình muốn đầu tư thì mình phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, thì mình mới đi mình vay mượn ngân hàng hoặc đấy là để lấy vốn làm ăn chẳng hạn. Không không có thì cũng rất là khó cho cái việc đấy. Ngoài ra thì cái vấn đề là cũng có nhiều căn hộ là như thời điểm mình cũng có là về thì vẫn được đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng mà cũng có những căn hộ mua sau thì khi mà những người đấy người ta có nhu cầu là đăng ký cho con học đúng ngành đúng tiếng đấy thì cũng không 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 có được. Thì mà cái vì khi mà cái các cơ quan tổ chức đã xác định là cái này là đã sai phạm trong quá trình sử dụng ở cái quá trình xây dựng đó, thì các cơ quan như bây giờ các cái căn hộ mới mua là người ta không được đăng ký hộ khẩu thường trú ở đó. Có những căn hộ bên cạnh mình đã biết rồi, mình thấy cái đấy thì qua tìm hiểu thì anh em cũng còn nói chuyện như thế.